Đây, hôm nay kênh YouTube Bán Nhà quận 7 xin giới thiệu với anh chị căn nhà ở Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh nha anh chị. Đây đây, hôm nay kênh Bán Nhà quận 7 xin giới thiệu với anh chị diện tích là ngang 3,5 m, dài 14 m nha anh chị. Đó, nhà một trệt nhập lầu, nhà cũ nha anh chị. Đó, đây là mình đưa anh chị vào nhà xem nha. Đó, đó là đường đó mình cũng ra là Phan Văn Trị nha. Rồi ở đây là mình cũng đi ra ngoài đường Phan Văn Trị được nha anh chị. Đây. Đó, đó là mình cũng ra Phan Trị được luôn nha anh chị. Đó, đó đây cho anh chị xem. Khu này là nhà nó cũng khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, nhà mình là nhà trệt lầu có chữ N L nha anh chị. Đó, nhà cũng hơi cũ. Này nếu mà bán cũng như giống như là bán đất thôi. Đó, anh chị vào nhà xem nha. Đây, đó. Đây bên trong căn nhà. Đây, đó, mình đi thẳng vô nhà. Trong căn nhà nó cũng hơi cũ. Đó, anh chị thấy không? Nhà cũ này là mình mua cũng kiểu dạng như là mình bán đất, mua đất thôi chứ mình cũng không có ấy được nha anh chị. Đây. Điện cũng cúp rồi, lâu quá điện cúp rồi. Đây là quay sơ cho anh chị xem thôi chứ thực chất cái nhà này nó cũ lắm rồi, giống như mình mua đất về mình ấy thôi. Anh chị về xem nha.